cái chỗ mà mình đặt đẹp á, chơi chơi cổ tay giờ không ai là sữa má hàm rồi. Ăn hở một miếng chấm với gì đó, chấm với gì đó, chấm đường cay. Ăn có cay. No lắm mọi người ơi. Mọi người hãy ủng hộ số máy vì A Tú. Mọi người hãy ủng hộ. Sư má hàng. Ăn đúng. 200 ml. Rồi chấm với tương khác nữa, còn một cái tương khác nữa. Tương nước ăn được không? Khai không? Đó. Mẹ em có tiền khách xe trả ngay. Đây, sữa má hàm đó, ngon chưa? Đó, sữa má hàm nè. Ê, cái lăn này mà Cái này là sữa má hàm chi nữa cơ? Nước. Sữa má hàm nước. Nè, cái lăn nè, cho mặt nó coi cái lăn nha. Đầu tương nè, xương nè. Đương nè, đó. Gơ. Sữa má hàm nước chứ không phải. Bỏ bay chứ bỏ. Sương má hà cơ. Ai nói quên. Bây giờ mình ăn món gì Suy Hà? Thì ăn chị chờ. Heo nước. Sương má hà nước. Sương má hà mọi người. Có ta ăn mình à. Sương má hà chi? Nước. Nhắm lại. Ngon. Ngon quá đi. Tôi ăn ốc còn chấm dễ sợ lắm Vy. Ngon quá đi. Rồi chị ca, tới lượt chị ca. Không. Cái gì? Ngon không? Dạ ngon. Tuyệt vời không? Dạ tuyệt vời.